Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lập trình về kit STM32F4 Discovery. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về module DAC. Thì các bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình và sử dụng module chuyển đổi tương tự số ADC. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một module có chức năng ngược lại, đó là module chuyển đổi số tương tự DAC, viết tắt của từ Digital to Analog Converter. Thì chúng ta cứ hiểu rằng là khi chúng ta có một giá trị số mà chúng ta muốn xuất nó sang thành tín hiệu tương tự thì chúng ta sẽ phải sử dụng module chuyển đổi này. Thì bài ngày hôm nay mình sẽ sử dụng mà module DAC này kết hợp với một module ADC để kiểm tra cái giá trị xuất ra điện áp xem có như là mình mong muốn hay không. Thì ở đây mình sẽ tạo một ví dụ đơn giản. Mình sử dụng mục RCC Reset and Clock Control để chọn mục Ceramic Resonator này. Mục đích là để cấu hình cho chip chạy ở chế độ thạch anh ngoài. Tiếp đến là mình chọn cái mục DAC này. Tiếp đến là mình tích vào cái ô AO1 Configuration. Thì các bạn đã thấy là trên chip S407 của chúng ta chỉ có một bộ ADC thôi, và nó có hai đầu ra, một là AO1 hay là AO2. Thì AO1 của chúng ta nó được ánh xạ từ chân PA4, thì cái điện áp của chúng ta xuất ra nó sẽ có mặt ở trên chân này. Thì ở đây là mình không có oscillo để đo, thì mình sẽ làm một cái phép thử đơn giản, đó là mình lấy chính cái bộ ADC của cái con F407 này, mình ADC ngược lại cái điện áp rồi mình tính lại xem nó có giống với cái điện áp mình mong muốn ở cái chân DAC không. Thì mình sẽ vào bộ ADC1, sau đó mình sẽ kích vào cái chân in không. Thì để là học được bài này thì các bạn phải tìm hiểu cái bài ADC trước khi là tìm hiểu bài này, được chưa? Thì sau đó là các bạn sang thẻ cấu hình clock, các bạn cấu hình như mọi ngày làm sao để cho chip chạy ở tốc độ 168m. Tiếp đến các bạn sang cấu hình, thì mục đích của bài ngày hôm nay là chúng ta sẽ cấu hình DAC. Thì đầu tiên là các bạn enable output buffer này, đó các bạn chọn enable, sau đó các bạn chỉ cần như thế thôi, không cần làm gì thêm. Còn bộ ADC1 này thì các bạn phải chọn mode là mode independent mode này, sau đó là chọn độ phân giải là 12 bit này, được chưa ạ? Sau đó chọn cái chế độ continuous conversation mode, enable nó lên. Cái cờ end of conversation selection thì các bạn set nó ở cái dòng end of conversation flag bắt end of single channel conversation, được chưa ạ? Tiếp đến là cái rank 1 thì các bạn chọn nó là channel 0, và cũng chúng ta chỉ chọn được channel 0 thôi. Sau đó chúng ta chọn thời gian lấy mẫu là 480 chu kỳ máy. Tiếp đến là mình sang mục MVIC setting, các bạn cho phép ngắt nó lên. Rồi, ok. Thì ở đây là như vậy là đã xong. Các bạn sẽ kích vào nút này để chương trình sync code ra. Mình đã sync code rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình luôn. Thì ở đây mình sẽ nói lại cái ví dụ này. Thì mục đích của ví dụ này của chúng ta là xuất ra một cái giá trị điện áp ở chân PA4, mà cái giá trị điện áp này có thể thay đổi từ 0 đến 3V. 3V ở đây chính là cái điện áp tham chiếu mà người ta đã lối vào cái bộ ADC, lối vào cái bộ DAC ở trên bo mạch. Và sau đó chúng ta lại lấy chính cái giá trị điện áp xuất ra, chúng ta lại thực hiện cái quá trình ngược lại là quá trình chuyển đổi tương tự số, sau đó chúng ta tính ra được cái điện áp xem nó có giống như cái điện áp mà chúng ta vừa xuất ra không. Thì như vậy là các bạn sẽ lấy một cái dây để lối chân PA0 và chân PA4 lại với nhau. Các bạn nhớ nhá, lấy một cái dây để lối chân PA0 với cả chân PA4 lại với nhau. Tiếp đến là chúng ta bắt đầu quá trình lập trình. Thì ở đây ấy, mình sẽ khai báo một cái biến như sau. Mình khai báo một biến UIN16T, mình đặt tên đó là ADC value, dùng để lưu trữ cái giá trị ADC. Tiếp đến là mình khai báo một cái biến theo kiểu float, mình đặt tên nó là theory voltage. Theory voltage ở đây chính là cái điện áp theo lý thuyết mà chúng ta xuất ra ở trên chân của DAC, được chưa ạ? Còn một cái là real voltage, tức là cái điện áp thực tế mà chúng ta đo được về bằng bộ ADC. Nếu mà hai giá trị này càng gần nhau càng chính xác thì chứng tỏ cái quá trình làm việc của chúng ta đã diễn ra thành công. Tiếp đến là ở trong mục user code begin 2, mình sẽ sử dụng câu lệnh là hold ADC start IT, tức là bảo cho bộ ADC 1 hoạt động, sau khi chuyển đổi xong nó sẽ vào ngắt. IT viết tắt của từ interrupt là vào ngắt. Sau đó là mình cũng start cái bộ DAC luôn.
mình truyền cho nó vào tham số là HADC và cái DAC channel 1. Ở đây chúng ta các bạn có hai kênh DAC đấy ạ. DAC channel 1 thì ứng với cái AO 1, DAC channel 2 thì ứng với cái AO 2. Ở bài này mình đang dùng DAC AO 1 thì mình sẽ sử dụng DAC channel 1. Tiếp đến là để thay đổi cái giá trị điện áp ở trên chân của DAC ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái câu lệnh là hold DAC set value, được chưa ạ? Tham số truyền vào chính là cái con trỏ của bộ HDAC. Tiếp đến là cái kênh đầu ra chúng ta muốn đưa ra điện áp, đó chính là kênh 1, thì chúng ta chọn là DAC channel 1. Tiếp đến chúng ta chọn độ phân giải và cách mà nó căn chỉnh, thì ở đây đây mình sẽ đưa vào cái hàm này cho các bạn xem. Thì ở đây cái căn chỉnh độ phân giải này thì có hai loại, một là 8 bit, hai là 12 bit. Nếu mà 8 bit ý, thì chúng ta nó được căn phải luôn rồi. Còn nếu mà 12 bit thì phải sử dụng hai thanh ghi 8 bit để lưu trữ giá trị của nó, đúng không ạ? Thì có thể là căn về bên trái hoặc căn về bên phải. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái là DAC căn 12 bit và căn về bên phải. Thì mình chọn cái này. Được chưa? Cái căn phải hay căn trái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị mà chúng ta đưa vào. Thì chúng ta để là căn phải thì nó sẽ như bình thường. Được chưa? Sau đó cái giá trị điện áp mà chúng ta đưa ra ấy, chúng ta muốn đưa ra cái giá trị điện áp bao nhiêu thì chúng ta phải điền vào đây cái biểu thức như thế này. Cái giá trị điện áp chúng ta muốn đưa ra là theo voltage, đúng không ạ? Thì chúng ta phải chia nó cho 3. 3 ở đây chính là cái điện áp tham chiếu, sau đó là nhân với 4095. 4095 chính là cái giá trị tối đa của số 12 bit có thể lưu được, là bằng 2 mũ 12 trừ 1. Được chưa? Câu lệnh này dùng để xuất ra cái giá trị điện áp theo voltage ở trên cái chân PA4. Sau đó là mình delay khoảng thời gian là 2 giây. Sau đó là mình cho cái giá trị theo voltage tăng lên một khoảng là 0,2V. Tiếp đến là mình sẽ kiểm tra, nếu cái giá trị theo voltage này lớn hơn 3,1 thì mình lại cho nó về 0. Đó, tức là ý của vòng lặp quay này là mình sẽ xuất ra cái giá trị điện áp ở chân PA4 theo dạng là từ 0 này, 0,2 này, 0,4, 0,6, 0,8, cứ tăng dần như thế cho đến 3, rồi nó lại trở về 0. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang cái hàm STM324HOLD.C. Các bạn copy cho mình cái hàm là STM324HOLD.ADC.C. Các bạn tìm đến cái hàm ADC convert complete callback. Ở đây cái hàm này các bạn đã biết ở trong bài trước rồi, bài sử dụng ADC, các bạn sẽ copy cái hàm này vào. Copy và các bạn paste vào mục user code begin 4. Đó, thì đây chính là chương trình phục vụ ngắt của bộ ADC, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái con trỏ sinh ra ngắt HADC này, trỏ đến cái instance xem có bằng cái HADC 1 không. Nếu đúng rồi thì chúng ta sẽ đọc về cái giá trị ADC bằng cái lệnh ADC value bằng ADC get value như thế này. Tiếp đến cái giá trị ADC ở đây đọc về, chúng ta sẽ tính ra được cái giá trị điện áp thực tế, chúng ta gọi nó là real voltage. Cái giá trị thực tế sẽ bằng ADC value chia 4095 nhân với 3. Bởi cái biểu thức tính này thì các bạn đã quen thuộc ở bài trước rồi, nên mình sẽ không giải thích gì thêm. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, thì để chạy được ví dụ này các bạn nhớ lối chân PA0 với cả chân PA4 nhá. Nối hai cái chân này lại với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ biên dịch chương trình. Không lỗi, đúng không ạ? Mình sẽ đi vào, nhấn vào nút này, đi vào quá trình debug. Quá trình debug thì cho phép chúng ta là hiểu được cách chương trình CPU chạy nhảy như thế nào. Thì điều đầu tiên là mình sẽ chuột phải vào cái theory voltage này, chọn add theory voltage to watt1, tức là đưa nó vào cửa sổ theo dõi kia. Và cái real voltage này mình cũng đưa vào cửa sổ watt1, cả cái ADC value nữa mình cũng sẽ đưa vào cửa sổ watt1. Thì đây các bạn thấy là sẽ có ba cái biến với giá trị khởi tạo ban đầu bằng 0. Mình sẽ bỏ tích cái ở mục hexa display đi, cả ba biến. Mục đích là để cho chúng ta theo dõi ở dạng số thường thôi. Rồi bây giờ con trỏ lệnh chương trình đang dừng ở đầu hàm main thì mình sẽ cho nó chạy liên tục và các bạn sẽ quan sát cái giá trị biến thay đổi ở đây. Nếu mà cái giá trị theory voltage bằng với cái giá trị real voltage thì chứng tỏ cái quá trình làm việc của chúng ta diễn ra chính xác, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ các bạn nhìn thấy là giá trị nó thay đổi rồi.
cái giá trị theory voltage là 0,4, giá trị real voltage là 0,3998, cũng rất là chính xác đúng không ạ? Đó, các bạn nhìn so sánh dòng 1 với dòng 2, hai số gần như là nó chính xác nhau luôn, nó chỉ sai khác có một tẹo thôi. Đây chính là do cái sai số lượng tử gây ra khi chúng ta sử dụng bộ ADC dùng để chuyển đổi tương tự số. Còn cái giá trị theory voltage kia thì gần như là chính xác tuyệt đối. Đó, một đằng là 0, một đằng là 0,004, một đằng là 0,2, một đằng cũng là 0,19, rất là chính xác rồi. Đó, các bạn có thể quan sát xem. Nếu mà bạn nào mà có máy đo oscillo thì chúng ta sẽ có thể là đưa cái chân PA4 vào oscillo để chúng ta đo, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái giá trị điện áp này nó thay đổi như thế nào. Sau bài này thì các bạn cũng có thể tạo cho mình ra các cái điện áp như là dạng sóng hình răng cưa này, dạng sóng hình sin này, sử dụng cái bộ DAC này. Đó, thì cái biểu thức tính ở đây, cái câu lệnh nó chỉ quan trọng đến câu lệnh này thôi. Câu lệnh này thì các bạn đưa vào, thứ nhất là phải cái HADC, HDAC này, cái kênh đưa điện áp ra, và cái độ phân giải của nó để cho cái độ chính xác đạt đến tuyệt đối, đạt đến cao nhất, không phải tuyệt đối, thì các bạn sẽ chọn nó là độ phân giải lớn nhất là 12 bit. Đồng thời các bạn phải dịch cái căn phải cho nó nhé, không nên sử dụng căn trái. Sau đó là các bạn sẽ truyền vào cái số để cho nó xuất ra cái giá trị voltage, thì các bạn sẽ lấy giá trị voltage chia cho 3 như mình vừa nói lúc nãy ấy, thì nó chính là cái giá trị tham chiếu của bộ DAC này mà người ta đã lối đến cái bộ DAC ở trên bo mạch rồi. Còn nếu mà bạn nào mà tự thiết kế mạch, các bạn lối vào 3,3V thì các bạn phải sử dụng ở đây là 3,3. Đó, xong rồi chia cho 4095 thì nó sẽ ra được. Nếu mà các bạn sử dụng sóng sin thì các bạn cũng sẽ tạo trước cho mình một chuỗi các giá trị, rồi xuất liên tiếp các giá trị đó ra theo một khoảng thời gian thì chúng ta sẽ được sóng sin. Ở đây thì mình không có oscillo, mình cũng chẳng có cái gì để đo được cả, nên là mình chỉ dùng được cái bộ ADC kết hợp với DAC này để kiểm tra xem là nó có như nhau không. Thì đây, cái kết quả mình kiểm tra về lý thuyết và thực tế thì nó cũng rất là sát nhau như thế này rồi. Thì bài hướng dẫn của mình xin dừng lại tại đây.